ngày 4 tháng 9, đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, trong dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay có hơn 10.000 lượt người đến viếng mộ Đại tướng tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hơn 10.000 người viếng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa đã được đăng ký qua điện thoại do có mối liên hệ trước. Sau đó khách di chuyển đến xã Quảng Đông, được tổ bảo vệ của gia đình hướng dẫn vào thăm viếng trong trật tự. Lý do gia đình Đại tướng chưa công bố số điện thoại rộng rãi để đăng ký do điều kiện con người, vật chất đón tiếp còn hạn chế, khó có thể đáp ứng được lượng khách quá đông. Một số đoàn khách đến viếng mộ Đại tướng không có mối liên hệ với gia đình trước đó đều phải quay về. Cùng ngày, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, tổng số khách du lịch đến địa phương trong dịp lễ 2-9 năm nay ước đạt 160.000 lượt khách, tăng 60% so với dịp lễ năm 2022. Trong đó khách quốc tế khoảng 1.500 lượt khách, tăng 87,5%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 176 tỷ đồng,